và vẫn làm của anh nuôi dưỡng cả cung cấp dư đợt hạt giống cho anh em và để đạt cho những công trình của anh em sinh hoa kết quả tình nhân. Đó là lời Chúa. Thơ.
đình, cho con cái hơn là dành thời gian để làm những công việc đó. Tốt lòng tự đạo. Tôi mong rằng